Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi Chuyện Trong Ngày của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC được phát sóng vào lúc 19 giờ. Thưa quý vị, theo quy định tại Thông tư 58 của Bộ Công an thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, xe kinh doanh vận tải sẽ bị xử phạt đến 8 triệu đồng nếu không đổi biển số sang màu vàng. Cùng với đó thì lực lượng chức năng cũng sẽ kiểm tra và xử phạt nghiêm đối với các phương tiện không lắp camera giám sát hành trình. Tuy nhiên, sau 2 tuần lực lượng chức năng ra quân kiểm tra, nhiều chủ phương tiện vẫn chưa chấp hành, thậm chí còn viện nhiều lý do để né tránh. Theo quy định, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, cá nhân kinh doanh xe vận tải không thực hiện đổi biển số màu vàng sẽ bị xử phạt từ 2 đến 4 triệu đồng. Với doanh nghiệp, mức phạt sẽ từ 4 đến 8 triệu đồng, dù đã có tới 6 tháng để chuẩn bị. Tuy nhiên, nhiều tài xế cũng như chủ phương tiện vẫn viện đủ lý do để tránh bị xử phạt. Em có thấy nói nhưng mà cái vấn đề là em chưa đi làm được vì trên em nó đang là vùng dịch. Xe em mới mua là biển trắng, là mới mua được mấy ngày, em lục trên cảnh sát giao thông rồi, để em đợi những ngày thôi, em còn mấy ngày em lấy được ngay mà. Hôm nay em cưới ở nhà em mới đi. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, đến thời điểm hiện tại mới chỉ có khoảng 80% phương tiện kinh doanh vận tải thực hiện việc chuyển đổi biển trắng sang biển vàng. Trước mắt, lực lượng chức năng sẽ tập trung tuyên truyền, nhắc nhở. Tuyên truyền nhắc nhở đối với lái xe trong một khoảng thời gian và sau đó là lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý nghiêm đối với lái xe mà không chấp hành và cũng như là đối với các công ty kinh doanh vận tải. Cùng với việc bắt buộc chuyển sang biển vàng, ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ, kể cả người lái xe trở lên và xe vận tải hàng hóa bằng container. Xe đầu kéo phải lắp camera ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe trong suốt quá trình xe tham gia giao thông, theo quy định tại Nghị định 10. Thay vì áp dụng kể từ tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã lùi đến thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2022 để giảm thiểu khó khăn. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vận tải ô tô cho rằng thời điểm này chưa thực sự phù hợp. Rà soát lại giữa cái Nghị định 10 với Thông tư 12 để thống nhất giữa hai cái văn bản này. Những cái nội dung quy định về lắp camera. Cái thứ hai là về lộ trình cần phải là điều chỉnh khoảng 2 năm nữa. Xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình không chấp hành sẽ xử lý theo Nghị định 100 là phạt đối với lái xe là không chấp hành về cái lắp camera theo quy định của Thông tư 12 và Nghị định 10 là phạt từ 1 cho đến 2 triệu đồng và doanh nghiệp tổ chức sẽ phạt từ 10 đến 12 triệu đồng. Thế là tổng mức phạt đối với là cả lái xe và phụ xe thì lên tới 12.500.000. Theo tính toán, sẽ có khoảng 340.000 camera được lắp đặt cho 170.000 xe với tổng chi phí từ 1.500 đến 1.900 tỷ đồng. Đặc biệt, sau những ngày đầu nhắc nhở, lực lượng chức năng tại các địa phương đã ra quân kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm này. Cũng từ tháng 1 năm 2022, Nghị định 123 thay thế cho Nghị định 100 của Chính phủ cũng chính thức có hiệu lực. Theo nghị định này, thì mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm giao thông sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Đặc biệt là các hành vi chở quá tải, cơi nới thành thùng, đi vào đường cấm sẽ bị xử phạt nặng. Tuy nhiên trên thực tế, việc kiểm tra xử phạt còn rất hạn chế mặc dù đang trong tháng cao điểm ra quân xử lý vi phạm. Những hình ảnh trong phóng sự ngay sau đây sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Tuyến đường 21B chạy qua địa bàn thôn Om Ngái, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Mỗi ngày có hàng trăm xe trọng tải lớn từ trong các mỏ khai thác đá lưu thông tại khu vực này. Hệ quả, tuyến đường dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 30 hộ dân tại thôn Om Ngái, xã Cao Dương hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Ui, cái thứ nhất là bụi, cái thứ hai nữa là rung ấy, cái độ rung của nó là ầm ầm là mình đang nghỉ trưa làm là mình phải dậy luôn ấy. Theo người dân nơi đây, những chiếc xe tải này hoạt động bất kể ngày đêm. Đặc biệt, dù đang trong tháng cao điểm ra quân kiểm tra, kiểm soát tình trạng quá tải, nhưng trên thực tế, quãng đường 21B từ xã Cao Dương về tới trung tâm huyện Lương Sơn không có bất cứ một trạm kiểm soát giao thông nào. Lý giải về điều này, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Lương Sơn cho biết đang tập trung chống dịch. Trong khi đó, tại quốc lộ 6, dù cũng là một trong những điểm nóng về quá tải, nhưng lực lượng cảnh sát giao thông chủ yếu tập trung nhắc nhở chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi biển trắng sang biển vàng. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lương Sơn, hoạt động của các xe tải chở đá và vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân, đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ về an toàn giao thông.
đối với những cái trường hợp mà các cái doanh nghiệp cố tình vi phạm, ví dụ như là không ký cam kết hoặc là chở quá trọng tải, thì chúng tôi ví dụ không ký cam kết thì chúng tôi có sẽ có kiến nghị với các cơ quan liên ngành, ví dụ như là Sở Tài nguyên Môi trường, rồi Sở Giao thông Vận tải, rồi Sở Xây dựng, rồi là các cái sở ngành liên quan để có thể là đề xuất là tạm dừng hoạt động mỏ đá. Bên cạnh huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, tại tuyến đường từ thành phố Thái Nguyên qua trung tâm Đồng Hỷ cũng là điểm nóng về quá tải. Trong khi hàng chục phương tiện trọng tải lớn đang lưu thông tại khu vực này, thì cách đó không xa, đội tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đang kiểm tra phương tiện. Cái việc mà kiểm tra, phát hiện, xử lý đối với các cái trường hợp nồng độ cồn cũng như quá tải, thì thời gian vừa qua thì Bộ Công an cũng đã phát động đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Nhâm Dần 2022. Thì lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh Thái Nguyên cũng đã tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện thì chúng tôi cũng sẽ xử lý nghiêm theo các cái quy định của nghị định. Theo các chuyên gia, việc tăng mức xử phạt theo quy định tại Nghị định 123 là cần thiết khi mà hoạt động quá tải đã ảnh hưởng không nhỏ đến hạ tầng giao thông, từ đó gây mất an toàn. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng phải nâng cao trách nhiệm của lực lượng chấp pháp về giao thông, tránh việc phạt cho tồn tại. Hiện nay có một cái lấn cấn của chúng ta trong vấn đề xử lý xe quá tải là chúng ta phạt cho tồn tại. Tức là chúng ta phạt xong cho người ta vẫn cứ đi. Phạt nặng quá thì người ta không nổ, mà phạt nhẹ thì người ta lại cứ vi phạm. Và cái đấy là nó tồn tại nhiều năm nay rồi. Đấy, thì vấn đề của nó đặt ra là bây giờ chúng ta có nên do quyết định để chúng ta phạt không cho tồn tại không? Và tôi nghĩ rằng các nước người ta đều phạt không cho tồn tại. Cũng theo các chuyên gia, việc xử lý vi phạm giao thông hiện nay vẫn chủ yếu theo hình thức trực tiếp dựa trên hoạt động kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông. Điều này dẫn đến tình trạng xử phạt chưa thực sự triệt để. Do đó, cần phải tăng cường hơn nữa việc xử phạt gián tiếp thông qua áp dụng công nghệ để hạn chế tiêu cực trong xử lý các trường hợp vi phạm. Để hạn chế và giảm thiểu tình trạng vi phạm an toàn giao thông, nhiều ý kiến cho rằng cần tăng cường hơn nữa mức xử phạt, đặc biệt là cần quy rõ trách nhiệm cụ thể hơn của thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, tránh tình trạng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát phương tiện chỉ mang tính hình thức, chỉ làm cho có. Bên cạnh đó cũng cần có cơ chế giám sát lực lượng thi hành công vụ để hạn chế tiêu cực trong xử lý vi phạm khi mà theo dự báo là thời điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ còn tăng đột biến. Thời gian gần đây, qua camera giám sát, lực lượng cảnh sát giao thông trên các tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai phát hiện nhiều phương tiện sửa biển số, che giấu các con số nhằm chạy quá tốc độ quy định. Với luật sửa đổi mới hiện nay, hành vi này sẽ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, gấp 6 lần so với mức phạt cũ. Đánh vào túi tiền của cái người dân, nếu như tham gia giao thông mà họ không thận trọng mà có vi phạm, thì chắc chắn là họ sẽ phải cân nhắc giữa cái sơ suất, cái vi phạm sẽ bị xử phạt một cái mức rất nghiêm khắc với cả cái việc mà cái quy định của pháp luật để họ có được cái ý thức tốt hơn trong cái vấn đề khi tham gia giao thông. Ngoài hành vi che biển số tránh phạt nguội thì việc chở quá tải cũng là hành vi gây nhức nhối dư luận. Đặc biệt, nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra có nguyên nhân phần lớn là do xe quá tải. Do đó, các chuyên gia cho rằng cùng với mức xử phạt từ 18 đến 75 triệu đồng đối với cá nhân và 36 đến 150 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm theo quy định tại Nghị định 123 cũng cần áp dụng thêm các chế tài nghiêm khắc hơn nữa để tránh tình trạng nhờn luật. Và không cho tồn tại bằng cách nào? Bằng cách bắt doanh nghiệp vẫn phải nộp phạt, xong đó quay đầu xe. Còn cái việc mà doanh nghiệp để đưa cái hàng hóa đi vào đâu, gửi ai trông nom đến là việc của doanh nghiệp. Chúng ta không phải là phó thác doanh nghiệp, nhưng cái đấy là cái doanh nghiệp gây ra lỗi mà doanh nghiệp phải giải quyết. Thế chúng ta không nên bây giờ nhiều đơn vị còn đề xuất phương án là tạo ra không gian để có thể hạ tải, rồi tổ chức công tác hạ tải, cái đấy là không đúng. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng ngoài tăng mức tiền phạt, cần có cơ chế giám sát lực lượng thi hành công vụ để hạn chế tiêu cực trong xử lý vi phạm. Đặc biệt, điều này thường xảy ra vào dịp cuối năm khi mà lực lượng và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng. Do là mức phạt lớn, người dân không đủ sức để chi trả.
thì rất dễ bắt tay với lực lượng kiểm tra kiểm soát trên đường để giảm mức nộp đi. Và từ đấy thì vô hiệu hóa những hình phạt trong quy định của pháp luật. Do vậy, cần phải có một cơ chế xử lý. Ngoài xử lý người vi phạm, đồng thời cũng xử lý nghiêm những lực lượng chức năng kiểm tra kiểm soát trên đường và thực thi nhiệm vụ thật nghiêm. Theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, cuối năm, lượng người và phương tiện tham gia giao thông là khá lớn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Đây cũng là thời điểm xảy ra nhiều vụ tai nạn. Theo thống kê, chỉ tính riêng 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm nay, toàn quốc đã xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 35 người. Đặc biệt, Cảnh sát Giao thông, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 19.285 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Phạt tiền là 22,65 tỷ đồng, tạm giữ 91 xe ô tô và 2.162 xe mô tô, tước giấy 1.241 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 812 trường hợp và 4 lái xe dương tính với chất ma túy. Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyện trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và sau khoảng 2 phút nữa sẽ là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý.